Từ lâu thì chó được xem là người bạn đồng hành của con người. Và nếu được bình chọn một loài vật gọi là trung thành nhất, thông minh nhất và gần gũi nhất thì rất nhiều người sẽ chọn chó. Và hiện tại thì có rất nhiều bạn trẻ đã chọn nuôi một chú chó để làm thú cưng trong nhà. Nhưng mà có bao giờ bạn tự hỏi rốt cuộc là chó được thuần hóa từ khi nào và chúng có thực sự thông minh như chúng ta vẫn nghĩ hay không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời thông qua cuốn sách Trí thông minh của loài chó. Chó được tiến hóa từ loài sói. Và sự thật là chúng ta không chọn gắn bó với chúng, mà chính chúng đã chọn gắn bó với con người. Từ xa xưa thì những khu định cư của con người có rất nhiều thực phẩm dư thừa, chẳng hạn như là xương hoặc là thịt bỏ đi. Và chỉ có những con sói mạo hiểm nhất mới dám tiếp cận với những khu định cư này để tìm kiếm thức ăn. Và dần dần thì chúng cũng bắt đầu quen thuộc với hành vi của con người. Và ngay cả khi bị xua đuổi thì cái sức hấp dẫn của thực phẩm vẫn khiến chúng mạo hiểm. Và sau một vài thế hệ thì sự khác biệt giữa loài sói hoang dã và loài chó bắt đầu thể hiện rõ ràng. Và những con vật này nó thích sống gần con người hơn là sống với bầy đàn. Và nếu như cho nó lựa chọn là sống với bầy hay là sống với người thì nó sẽ chọn sống với người. Chính vì vậy về cơ bản thì loài chó đã tự thuần hóa mình. Và cách một chú chó thể hiện mối liên hệ với người không giống với bất kỳ loài động vật nào khác. Thậm chí đối với chủ nhân của mình nó còn cư xử như một đứa trẻ sơ sinh. Nhà văn George Bailyn từng nói, chó là thứ duy nhất yêu bạn hơn yêu chính bản thân mình. Và ngay cả những loài chó gần gũi nhất với giống chó nguyên thủy như là Dingo Úc hay là chó biết hát New Guinea, nó cũng có cách thể hiện các cái cử chỉ tương đồng gần gũi với một đứa trẻ sơ sinh, có nghĩa là nó rất gần gũi với con người. Như vậy là chúng ta thấy là chó đã chọn tự thuần hóa mình, nhưng mà nó có thực sự thông minh hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong phần tiếp theo. Lúc mới sinh thì nhận thức của chúng ta chưa phát triển đầy đủ và chúng ta phải trải qua một khoảng thời gian học hỏi và phát triển để hoàn thiện những cái kỹ năng sinh tồn của mình. Và thông thường thì bắt đầu từ 9 tháng tuổi thì trẻ sơ sinh sẽ học cách chú ý, để ý quan sát những cái cử chỉ hành động của những người xung quanh. Và chó nó cũng có khả năng đó, thậm chí là cái khả năng học hỏi của nó còn nhanh hơn cả trẻ sơ sinh. Thứ nhất là nó có khả năng học hỏi thông qua những tín hiệu. Ví dụ như là khi chúng ta dùng ngón tay trỏ của mình để chúng ta chỉ vào một chiếc đĩa thì tự động sau một thời gian huấn luyện nó sẽ hiểu đó là cái đĩa đồ ăn dành cho nó. Và sau này khi mà chúng ta đổi chúng ta dùng cái khác để chỉ, chẳng hạn là dùng bàn chân để chỉ vào thì nó sẽ không chạy lại đó ăn nữa. Một ví dụ nữa đó là khi mà chúng ta nhìn hướng lên trên một chiếc cốc thì con chó nó sẽ không để ý gì cả. Nhưng mà khi chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đó thì ngay lập tức nó cũng sẽ học cách chú ý đến chiếc cốc giống như con người. Và đặc biệt là chó nó cũng mắc lỗi tương tự như là trẻ sơ sinh. Ví dụ như khi bạn đem một món đồ bạn giấu ở một địa điểm A và bạn dạy cho nó cách tìm thấy, sau đó bạn đem món đồ bạn chuyển sang một địa điểm B thì khả năng cao là nó sẽ không tìm thấy. Nhưng mà có một điều thú vị là cái khả năng nhận thức và học hỏi của chó nhanh hơn, cho nên theo thời gian thì có khả năng là nó sẽ tìm ra món đồ. Và rõ ràng cái trí thông minh của chó nó là một cái sản phẩm của quá trình tiến hóa, chứ không hẳn là do con người huấn luyện và nuôi dưỡng. Trên thực tế thì các giống chó không khác nhau nhiều như chúng ta vẫn nghĩ. Và thực sự là không thể thống kê chính xác cái số lượng chó trên thế giới, bởi vì mỗi quốc gia họ sẽ có cách phân loại, phân biệt khác nhau. Vài năm trước thì chó thường được phân loại theo chức năng. Những con chó săn được gọi chung là giống chó Harrier. Những con chó cảnh nhỏ sẽ được gọi là giống Spaniel. Và mãi về sau thì người ta mới phân biệt chó dựa vào cái vẻ ngoài. Giống chó Bulldog là một ví dụ về việc chuyển đổi cách phân biệt từ chức năng sang hình thức. Ở Anh vào thế kỷ 19 thì chó được dùng để giết những con bò đực. Người ta tin rằng điều này sẽ làm cho thịt bò mềm hơn so với cách giết mổ truyền thống. Và những con chó này được yêu cầu thứ nhất là phải có một bộ hàm khỏe để không bị ném văng ra. Mũi của nó phải rộng để nó có thể thở khi mà đang cắn. Và đặc biệt là thân hình phải nhỏ để tránh bị con bò hút trúng. Và để đáp ứng tất cả những yêu cầu này thì giống chó Bulldog đã ra đời. Và người ta thường phân loại chó ra làm nhiều giống, nhưng mà thực sự xét về mặt di truyền thì chỉ có hai nhóm khác nhau. Đó là một nhóm gần với sói, chẳng hạn như giống chó Afghanistan, và nhóm còn lại có nguồn gốc từ châu Âu. Thực ra nhóm thứ hai nó chỉ có khoảng cách di truyền khoảng 150 năm, và nhìn chung thì nó có quan hệ mật thiết với nhau ngoại trừ ngoại hình.
Và có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết là một con Chihuahua và một con Saint Bernard có nhiều điểm tương đồng về mặt di truyền. Và ngoài ra, chó cũng có thể được phân biệt bằng những bài kiểm tra tính cách. Nhìn chung về phương diện này thì chúng được chia thành hai nhóm cơ bản. Một nhóm là hòa đồng dạn dĩ và một nhóm là nhút nhát. Nhưng sự thật thì tất cả những đặc điểm tính cách này nó đều tồn tại ở tất cả các giống chó. Chính vì vậy mà rất khó để khẳng định là giống nào tốt hơn giống nào. Và nhiều người trong chúng ta có thể mặc định là giống chó Bulldog thì hung dữ, hoặc là những con chó săn thì cực kỳ thông minh. Nhưng mà như chúng ta đã phân tích thì thực tế các giống chó đều giống nhau về mặt di truyền. Chính vì vậy mà ngay cả khi con chó có vẻ ngoài trông hoàn hảo, hiền lành thì bên trong của nó đôi khi vẫn có cái sự hung hăng, và đến một lúc nào đó có thể nó sẽ bộc phát ra ngoài. Chính vì vậy mà nếu bạn đã quyết định là chọn nuôi một chú chó để làm thú cưng trong nhà thì tốt nhất là bạn nên học cách lắng nghe, xây dựng cái sự tương tác gần gũi với nó và nên tìm hiểu về nó một chút xíu. Không có giống chó nào tốt hơn giống chó nào, và cho nên là chúng ta hãy cứ yêu thương chúng, nuôi nấng và dạy dỗ chúng một cách tử tế.